Chiều qua ngày 25 tháng 8, sau cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, khiến nhiều đoạn đường trên quốc lộ 1A thuộc tỉnh Đồng Nai bị ngập nặng. Điều đó dẫn đến việc một số khu vực bị kẹt xe kéo dài. Đáng nói, nhiều khu vực gần suối lớn do lo sợ phương tiện bị trôi nên người dân đã dịch chuyển con lươn để tránh xoáy nước. Một số phương tiện do không qua được vùng ngập nặng nên đành xếp hàng chờ, khiến quốc lộ 1A bị ùn ứ. Ở những khu vực giao thông quan trọng, dòng người và xe kẹt cứng, nhích từng chút, nhiều người tràn lên vỉa hè chen chúc, nhiều xe máy cố gắng tăng ga đi qua điểm ngập. Theo phản ánh của nhiều người dân, thì mỗi lần mưa lớn, nhiều đoạn ở quốc lộ 1A thường xuyên bị ngập khiến người dân gặp khó khăn trong việc đi lại. Được biết, cùng ngày nhiều khu vực khác tại Đồng Nai cũng xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại các tuyến phố, khu dân cư, nhà ở.